Chào mừng em đã quay lại với chương trình đồng hành cùng Phim Vai. Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn em thực hiện một kỹ thuật, đó là kỹ thuật Rabona. Và bây giờ thì mình sẽ vô phần campaign để mình có thể là hướng dẫn cho anh em một cách dễ dàng hơn. Đây. Thì thông thường kỹ thuật này thì chúng ta sẽ thực hiện bên góc gần không thành, nó dễ thực hiện hơn. Thì mình sẽ chạy ra góc. Đấy, nên cứ chạy thẳng xuống, quay ngược lại, sau đó tạt vào, rất là dễ dàng. Đó, cứ chạy thẳng xuống góc. Dịch ngược lại, sau đó tạt vào. Chạy thẳng xuống góc, dịch ngược lại, tạt vào. Đây rất là dễ dàng đúng không các bạn? Này. Chạy sang xuống góc, dịch ngược lại, sau đó tạt vào. Thì với những câu chỉ số mà thấp quá thì nó sẽ không có thực hiện Rabona được. Chỉ số bạn cũng cần cái chỉ số tương đối. Rabona rất là dễ dàng. Hy vọng sau video này anh em sẽ biết cách sử dụng được kỹ thuật Rabona này và có thể có nhận được những pha tạt bóng chuẩn và chính xác hơn. Anh em xem xong nhớ like và comment ủng hộ nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.